Thưa quý vị, trong sáng ngày 27 tháng 9, Hanwha Life cùng với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn thuộc Đại học Đà Nẵng chính thức khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chuyên ngành công nghệ tài chính, gọi tắt là Fintech Hub. Fintech Hub được Hanwha Life tài trợ cả về tài chính lẫn chia sẻ kinh nghiệm, với kỳ vọng góp phần thúc đẩy đào tạo xây dựng môi trường học tập, từ đó phát triển nhân tài ngành công nghệ tài chính trong tương lai. Và nội dung này cũng sẽ thay cho lời kết của Doanh nghiệp và Tiêu dùng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Trong bối cảnh thị trường Fintech Việt Nam đạt tốc độ phát triển nhanh, cấu trúc lao động ngành tài chính có sự chuyển dịch, làm gia tăng nhu cầu về chất lượng nhân sự. Sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chuyên ngành công nghệ tài chính, gọi tắt là Fintech Hub, là điều thiết yếu có phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực Fintech của Việt Nam hiện nay. Trung tâm được trang bị máy móc hiện đại và không gian thực hành chuyên sâu, tối ưu cho sinh viên chuyên ngành công nghệ tài chính. Đây cũng là hạng mục cơ sở vật chất đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Hanwha Life, VKU và Chai Fund Hàn Quốc được ký vào tháng 2 năm nay. Công ty bảo hiểm Hanwha Life từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi số và công nghệ tài chính. Do đó chúng tôi đã sớm phát triển và áp dụng nhiều giải pháp tài chính kỹ thuật số khác nhau cho các hoạt động kinh doanh của mình. Thông qua hoạt động tài trợ và hợp tác cùng Trường Đại học Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Việt Hàn thành lập Fintech Hub, chúng tôi hy vọng đây sẽ là bệ phóng cho những nhân tài trẻ để có cơ hội thích ứng nhanh với cái môi trường tài chính đổi mới trong tương lai. Qua đó sẽ nâng tầm sự phát triển của thị trường công nghệ tài chính tại Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo Fintech với chủ đề Phát triển nhân lực và đào tạo Fintech trong thời đại số cũng được nhà trường tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên của trường. Hội thảo tập trung chia sẻ về tình hình và triển vọng phát triển ngành Fintech tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều ví dụ cụ thể từ các quốc gia Đông Nam Á. Thông qua Life và CFK đã tài trợ cho nhà trường để mà không chỉ là thành lập cái trung tâm Fintech, cấp học bổng cho sinh viên các cái lĩnh vực Fintech, còn hỗ trợ để mà tổ chức cái kỳ thi Olympic Tin học miền Trung Tây Nguyên, cũng như là cái hoạt động Campus Tour. Thì cái vai trò của Hanwha Life rất là lớn đối với nhà trường, đặc biệt là phát triển cái đào tạo nguồn nhân lực Fintech. Chuỗi hoạt động thuộc dự án Fintech trong năm 2024 là sự tiếp nối và phát triển của các dự án trách nhiệm xã hội trước đó của Hanwha Life tại Việt Nam. Với quy mô là một doanh nghiệp toàn cầu, Hanwha Life mong muốn tận dụng thế mạnh chuyên môn của mình để nâng cao vị thế ngành tài chính Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung trên bản đồ thế giới.